Hot TikToker Mai Khanh Người đón tiếp Hải Bánh khi đi tù về từng khét như thế nào? Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng Sau khi đại ca Hải Bánh đi tù về thì có những clip được đăng tải trên mạng thu hút được khá nhiều người xem Trong clip, giới đạo búa có thể nhận ra được vợ chồng Nam Bang Thảo Đen một cặp đôi khá khét trong giới giang hồ Hà Nội Đặc biệt trong các clip còn có Hot TikToker Mai Khanh người được giới trẻ khá yêu thích ở thời điểm hiện tại được biết Mai Khanh đã từng là một dân chơi có tiếng tại Hà Nội, cụ thể là khu phố cổ. Trong video này, hãy cùng OV đại bàng đi tìm hiểu về nhân vật này. Quá khứ bất hảo. Không giờ ngày 26 tháng 11 năm 2011, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng phòng chống chất cấm của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Tây Hồ đã bất ngờ ập vào quán bar Cafe Six and Bro ở khu tập thể An Dương và bắt quả tang 11 đối tượng 6 nam 5 nữ đang lắc điên cuồng. Trung tá Đỗ Dành Chiến, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm công an quận Tây Hồ, lực lượng chủ công trong vụ án này đã nói rằng, nếu không có lòng quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ và sự phối hợp nhiệt tình của các lực lượng, chắc chắn việc phá án sẽ gặp khó khăn. Theo Trung tá Chiến, động lắc này hoạt động trá hình dưới lớp bình phòng là quán bar, cà phê, Six and bro ở khu tập thể F361 An à Dương. Những biểu hiện bất minh diễn ra trong quán bàn này đã được các trình sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm công an quận Tây Hồ phát hiện từ nhiều tháng này. Sau khi động 145 Yên Phụ bị triệt phá một thời gian, hầu như tất cả dân bay của tụ điểm này lại dồn về bar Six and Bro. Hàng đêm, những đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ, những dân chơi sành điệu từ các nơi lại tụ tập ở bar Six and Bro. Họ vào trong đó đến sáng hôm sau mới vật vờ kéo nhau ra. Chính điều này đã khiến các trinh sát phải đặt dấu hỏi nghi vấn các anh nhận định nhiều khả năng đây chính là một động mới trên địa bàn. Một trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm, công an quận Tây Hồ đã kể lại rằng, để tiếp cận quán bar này, quả không hề đơn giản. Bởi nếu là khách lạ thì rất khó lòng vào được bên trong. Xung quanh quán bar, chủ quán lắp rất nhiều camera ghi hình tự động. Từ bên trong, chủ quán quan sát khách ra vào bằng những màn hình lớn. Nếu là khách quen, khi đến phải gọi điện trước. Còn nếu là khách lạ, nhìn qua màn hình theo dõi, chủ quán sẽ cho bảo vệ chặn ngay từ cửa. Không những vậy, để hạn chế những vị khách không mời, chủ quán gia cố rất nhiều lớp cửa chắc chắn, mỗi một cánh cửa lại được khóa chắc bởi những ổ khóa to. Sau khi xác minh và có chứng cứ khẳng định, đây chính là một động lớn. Lãnh đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm đã báo cáo Ban chỉ huy công an quận Tây Hồ xin ý kiến chỉ đạo phá án. Theo đó, Ban chỉ huy công an quận Tây Hồ đã yêu cầu lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm phải tập trung đấu tranh và triệt phá. Trung tá Đỗ Danh Chiến kể lại, những ngày đi trinh sát, thu thập tài liệu để phá tụ điểm này, các trinh sát trong đội vô cùng vất vả. Anh em gần như mất ăn mất ngủ, hàng ngày bám địa bàn để nắm quy luật hoạt động, giờ giấc ra vào của chủ và khách ở quán bar này. Qua tìm hiểu bước đầu, các trinh sát được biết, chủ động là một phụ nữ nghiện có thầm niềm, chỉ ta đầy kinh nghiệm trong việc tổ chức sử dụng hàng. Do vậy để phá được động quy mô này, các trinh sát của đội đã cần tới sự phối hợp của các cán bộ chiến sĩ phòng 4 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm C47, Bộ Công an và các trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm PC47, Công an thành phố Hà Nội. Từ chiều 25 tháng 11 năm 2011, toàn bộ các cán bộ chiến sĩ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm, Công an quận Tây Hồ đã tập hợp đầy đủ tại một địa điểm bí mật. Tại đó, các trinh sát của Cục C47 và PC47 cũng đã đông đủ để chờ thời cơ hành động. Trước đó, kế hoạch phá án đã được các lực lượng thông qua. Theo đó, tổ công tác đã chọn phương án dụ chuột ra khỏi hàng. Bởi nếu chọn cách phá cửa chính để vào, thì sẽ bị phát hiện ngay. Và lại các lớp cửa ở quán được khóa rất chắc, có dùng ô tô hút vào cũng không phá ra được. Kể cả việc đột nhập từ cửa tum bên trên cũng không thể, bởi chủ quán đã xây bịt kín mọi cửa. Do đó, chỉ còn cách dụ chuột ra khỏi hàng thì mới có thể tiếp cận vào bên trong được. Cho đến 0 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2011, từ điểm ém quân các trinh sát phát hiện chủ quán bà từ ngoài đường phóng xe về. Khi chị ta vừa lọt qua cánh cửa chính thì các mũi trinh sát cũng bất ngờ ập vào, khiến chị ta không kịp trở tay. Chị ta đã bị khống chế ở bên dưới, còn các mũi trinh sát khác nhanh chóng lên phòng hát tầng 3 của bà thì phát hiện ở đây có 11 đối tượng gồm cả nam và nữ đang nhảy lắc điên cuồng, tiếng nhạc đập sát chúa đến tức ngực. Kiểm tra căn phòng rộng chừng 20 m2, cảnh sát thu giữ túi hàng cấm Tiếp tục kiểm tra phòng ngủ tầng 2, quán bar cà phê Six and Bro. Lực lượng công an thu giữ nhiều viên nhộng màu xanh và đỏ, cùng nhiều tẩu hút tự tạo, dính hàng tổng hợp. Ngay lập tức, nhóm dân chơi cùng chủ quán và các đối tượng liên quan được đưa về trụ sở công an quận Tây Hồ làm rõ. chân Dung bà chủ động Bà chủ động tai tiếng này là Trần Mai Khanh, sinh năm 1974, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Là đối tượng nghiện lâu năm, từng có một tiền án về tội tổ chức sử dụng chất cấm, đã hai lần đi cai bắt buộc. Nói về đối tượng này, các trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm công an quận Tây Hồ đều phải ngán ngầm về quá khứ bất hảo của cô. Khanh nghiện từ khi mới 18 tuổi, năm 19 tuổi, khi đang cùng nhóm bạn hít tại nhà, bị công an bắt giữ. Gần 20 năm làm bạn với Mai Thúy, thứ bột chết người này đã ngấm sâu ra thịt cô, biến cô trở thành kẻ tội đồ. Năm 21 tuổi sau khi ra tù, Khanh đã lấy chồng cũng là một đối tượng nghiện. Hai kẻ nghiện gặp nhau, cuộc sống cùng quẫn, khốn nạn và bí bách. Sau khi sinh cậu con trai còi cọc, vợ chồng Khanh ly dị, mỗi người đi mỗi ngả. Từ khi bỏ chồng, Khanh ngày càng lấn sâu vào lĩnh vực buôn bán chất cấm và độ nghiện thì ngày càng nặng hơn. Vài năm sau, cô lại gặp với một anh nghiện khác và có một đứa con chung. Cuộc sống nghiện ngập, buông thả của người đàn bà thêm khó khăn khi thêm một đứa trẻ ra đời gặp Khanh trong nhà tạm giữ công an quận Tây Hồ sáng 30 tháng 11 năm 2011 và đúng thời điểm cô đang lên cơn vật vã vì thiếu thuốc nên ngáp liên tục những động tác rượu dã mệt mỏi. Câu chuyện rời rạc gần nửa năm nay, cô đến thuê ngôi nhà cao 5 tầng trong khu tập thể F361 An Dương giá 10 triệu đồng để kinh doanh bar karaoke. Khách đến có nhu cầu bay lắc sẽ được Khanh đưa lên tầng 3. Tại đây cô cung cấp hàng tại chỗ cho khách khanh không chỉ bán hàng cho dân chơi đến động của mình cơ quan điều tra còn thu thập được tài liệu chứng minh khanh còn cấp hàng cho một số quán bar karaoke khác trên địa bàn để tránh bị cơ quan công an phát hiện khanh còn làm cho ảo thuật bằng cách mua tân dược con nhộng về đổ thuốc bên trong ra sau đó cho hàng vào để che mắt liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là tay chân đắc lực của bà chủ trần mai khanh là trần văn hòa sinh năm 1992, trú tại An Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, nhân viên phục vụ và Trần Thị Hoa, Trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, giúp việc kinh doanh. Được biết, cả Hoa và Hoa đều là bạn bè thân thiết của Khanh. Gia đình Hoa và Hoa đều có rất nhiều thành viên liên quan đến Mai Thúy. Riêng nhà đối tượng Hoa thì từ bố mẹ anh chị em của cô ta đều từng vào tù ra tội vì cái chết trắng. Chiều 30 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Mai Khanh, Trần Thị Hòa và Trần Văn Hòa về hành vi tổ chức sử dụng trái phép hàng cấm. Trong số 11 dân bay bị bắt tại động này, các trinh sát nhận ra 3, 4 gương mặt quen thuộc. Đó là những dân bay từng bị tóm tại động ở 145 Yên Phụ. Điều đau lòng hơn nữa, trong số này có cô gái còn rất trẻ. Để biết thêm Mai Khanh còn có hai người anh trai cũng thuộc dạng số má Hà Thành mà 20 năm trước không giang hồ nào là không biết đến. Hai người này chính là A Báo và A Tùa, hai dân chơi khét tiếng phố đảo Duy Từ ngày xưa. Hiện tại là TikToker được giới trẻ yêu thích. Từng là một dân chơi khét tiếng Hà Thành, tuy nhiên đó chỉ là quá khứ. Hiện tại Mai Khanh đang là một TikToker được giới trẻ khá yêu thích. Có thể nói mùa dịch Covid vừa qua, mọi người đều chấp hành giãn cách xã hội. Khi không thể tham gia vui chơi giải trí ngoài thực tế, thì mọi người đổ xô nhau lên mạng xã hội. TikTok là một trong số đó. Và bất ngờ là đứng thứ 5 trong top TikTok nổi tiếng lại là một người phụ nữ bình dị, không tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật nào. Cô Mai Khanh nổi lên như một hiện tượng nhờ vào những câu nói đá xéo, đá sắt, sâu, cay mà lại không hề tục tiễu, cạch cớm. Có lẽ với cái duyên trời trò sẵn ấy, cùng cái giọng đặc trưng của Hà Nội pha thêm chút khàn khàn đã gây dấu ấn không lẫn đi đâu được của hot tiktoker trong lòng khán giả hâm mộ. Mọi người trên mạng đùa nhau rằng cô đã khiến cộng đồng tiktok bấn loạn vì chửi thôi cũng duyên quá trời rồi. Chỉ sau 3 clip, tài khoản TikTok của cô đã có hơn 100.000 người theo dõi. Hiện tại có đến 1,2 triệu người theo dõi và khoảng 1,6 triệu lượt thích. Đây quả thật là điều mà không phải một người chơi TikTok nào cũng làm được. Điều này cũng đủ chứng tỏ cái duyên cùng với sức hút của cô Mai Khánh cũng thuộc dạng không phải dạng vừa đâu. Quay đầu là bờ, chúc Mai Khánh sức khỏe và làm nhiều việc có ích cho cộng đồng và xã hội. Trên đây là video quá khứ bất hảo của hot tiktoker Mai Khánh người đón tiếp Hải Bánh khi đi tù về cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nếu thấy hay hãy subscribe like và share để ủng hộ ov đại bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị xin chào và hẹn gặp lại